Đây, mọi người thấy có thể thấy là cái màu sắc của nó rất là tươi sáng ha, và làm cho chúng ta dễ đập vào mắt chúng ta và dễ nhớ hơn trong cái bộ não của chúng ta ha. Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một sản phẩm, đó chính là bút dạ quang đến từ nhà Stiller nha mọi người. Với mã số của nó là 3364-5 nha mọi người. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu một số công dụng của cây bút này cho mọi người cùng biết đến ha. Thì công dụng chính của bút dạ quang này thì mọi người cũng đã biết đến là chúng ta sẽ dùng để note những cái tài liệu của mình, hoặc là những cái cần chú ý, những cái lưu ý quan trọng ha. Ví dụ như trong cái bản hợp đồng hoặc là một cái bản giấy tờ thông báo nào đó, và chúng ta muốn cần lưu ý những cái về vấn đề thời gian hay là những cái điều quan trọng trong cái bản văn bản đó, thì chúng ta có thể dùng cây bút dạ quang này để dạ lên nó để làm nổi bật và dễ nhớ hơn nha. Đây mình sẽ dạ lên cho mọi người cùng coi thử. Ví dụ như đây là về cái bản nghỉ lễ, thì chúng ta điều quan trọng nhất là chúng ta cần lưu ý đó chính là thời gian của nó, đúng không? Thì chúng ta sẽ dạ lại cái từ cái khúc này. Đây, mọi người thấy có thể thấy là cái màu sắc của nó rất là tươi sáng ha, và làm cho chúng ta dễ đập vào mắt chúng ta và dễ nhớ hơn trong cái bộ não của chúng ta ha. Đây, mọi người nhìn thấy không? Cái màu sắc của nó rất là tươi sáng, đúng không? Và khi mà mình sử dụng bút dạ quang á, mọi người cũng ít khi để ý đến một cái điều này. Và hôm nay mình sẽ bật mí cho mọi người cùng biết á, là mình có chuẩn bị trước. Thì đây là cái tờ giấy mình trước khi photo ha mọi người. Còn đây là tờ giấy sau khi photo. Và điều mình muốn nói đến ở đây là nếu như mà mọi người sử dụng một cái loại bút dạ quang tốt á, mà cái mực của nó tốt, thì sau khi mình photo lên á, thì nó sẽ không có bị để lại những cái dấu mực ha, vết mực ha mọi người. Và mọi người nhìn thử đây nè, ví dụ như cái loại Senva này mình cũng đã dạ quang lên, nhưng mà sau khi photo ra thì nó để lại cái vết đen như thế này. Còn với lại Stiller này á, thì khi mà mình photo lên nó chỉ để lại một dấu ít, không có đáng kể nhiều đâu ha mọi người. Thì chứng tỏ là cái loại này nó cũng khá là tốt á. Ngoài cái màu mình đang cầm trên tay ra là màu xanh lá, thì mọi người có thể thấy thì đây nó có rất là nhiều màu nữa ha mọi người. Thì mọi người có thể tham khảo thêm những cái màu khác nữa, nó cũng rất là đẹp luôn. Thường thì sẽ là những cái màu sáng và bắt mắt để cho mọi người có thể ghi nhớ nhanh hơn. Và sau và mình có một số hạn chế muốn chia sẻ cho mọi người cùng biết, là khi chúng ta sử dụng bút dạ quang á, thì chúng ta chỉ sử dụng nó lên cái bề mặt giấy được thôi ha mọi người. Còn nếu mà chúng ta sử dụng lên bề mặt kính hay ni lông hay là những cái chất liệu khác á, thì nó sẽ không lên được. Và ví dụ như điển hình ở đây là cái bề mặt kính ha, thì mình đang chuẩn bị sẵn cho mọi người một cái bề mặt kính, mình sẽ tô thử lên cho mọi người biết ha. Đây, thì mọi người thấy nó vẫn để lại cái dấu mực, nhưng mà khi mình đụng tay vô mình xé đi như thế này thì nó bay liền cái màu của nó, và nó sẽ bị dính lên tay mình ha. Thì đối với ni lông thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Và có một điều tuyệt đối nữa là mình muốn nhấn mạnh cho mọi người cùng biết, là chúng ta không nên sử dụng cái bút dạ quang này vô những cái vật liệu cứng, ví dụ như sắt hay là gỗ hay là thép gì đó. Bởi vì khi mà do là cái phần đầu bút này á, thì nó sẽ được làm từ mút xốp á mọi người, cho nên là mọi người sử dụng vào những cái vật cứng như thế á, thì nó sẽ bị làm hư hại và bị tè đi những cái xốp này. Khi mà mình in lại lên giấy á, mình dạ lại lên giấy á, thì nó sẽ bị không đều mực á mọi người, và nó sẽ làm cho cái mực nó bị xấu đi, và tờ giấy mình cũng sẽ xấu đi hơn. Và mình có chia sẻ cho mọi người một số cách bảo quản bút dạ quang nữa ha. Thì khi mà chúng ta sử dụng xong á, thì chúng ta phải đóng cái nắp bút lại liền ha mọi người. Bởi vì cái loại mực này nó có một chút cồn á, cho nên là khi chúng ta để ngoài gió nhiều thì nó sẽ bị khô mực và nó sẽ làm tiêu hao mực nhanh hơn. Thì cảm ơn mọi người đã coi hết video clip này của mình. Nếu mà mọi người quan tâm đến sản phẩm của bút dạ quang Stiller này, thì mọi người hãy bấm vào phần mô tả bên dưới, mình có gắn một cái link để cho mọi người biết thêm thông tin chi tiết nhiều hơn nữa. Và cảm ơn mọi người coi hết video mình. Cảm ơn mọi người đã coi hết video này. Nếu mọi người yêu quý mình thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé.